Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp chiều thứ tư ngày mùng 7 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền thanh hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ. Mùa xuân về với xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đảm bảo cấp cứu điều trị bệnh trong những ngày nghỉ Tết. Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Houthi tiếp tục tấn công tàu thuyền trên biển Đỏ. Saudi Ả Rập nêu điều kiện để thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Sáng nay ngày 7 tháng 2, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã đến dân hoa, dân hương tưởng niệm anh hùng dân tộc Lê lợi, chủ tịch Hồ Chí Minh, các mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ tại các địa điểm di tích lịch sử văn hóa cách mạng. Dự lễ dân hương có các đồng chí Lại Thế Nguyên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội Thanh Hóa. Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng lãnh đạo các ban, sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Phóng viên Hữu Đại đưa tin. Đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hóa thành kính dâng hoa, dâng hương tri ân công đức của anh hùng dân tộc Thái Tổ Cao Hoàng Đế Lê Lợi và các bậc tướng lĩnh nghĩa quân Lam Sơn cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã chấm dứt 20 năm cai trị tàn độc của nhà Minh, mở ra thời kỳ thái bình thịnh trị của vương triều hậu lê trong lịch sử dân tộc, đồng thời để lại những bài học quý báu về tinh thần đại đoàn kết dân tộc, về tư tưởng lấy dân làm gốc, đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo. Phát huy hào khí Lam Sơn và truyền thống hào hùng của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh thành kính dân hương dân hoa tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh vĩ đại lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân ta người đã làm dạng dỡ dân tộc ta non sông ta đất nước ta đảng bộ chính quyền lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tỉnh thanh hóa nguyện tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết phát huy cao độ tinh thần tự lực tự cường đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa quê hương quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nghị quyết số 58 của bộ chính trị Đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng trong tứ giác phát triển ở phía bắc của Tổ quốc, sớm trở thành tỉnh trong nhóm dẫn đầu của cả nước, một tỉnh giàu đẹp, văn minh và kiểu mẫu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. Thành kính dâng hương, dâng hoa tại đền thờ các bà mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng và tượng đài thanh niên xung phong chiến thắng. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cùng các đồng chí thường trực tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã kính cẩn đặt vòng hoa dân hương bày tỏ lòng thành kính biết ơn đối với những công hiến hy sinh của các mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước những đóng góp hy sinh của các mẹ Việt Nam anh hùng các anh hùng liệt sĩ đã góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại đem lại độc lập thống nhất mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ cho tổ quốc và dân tộc Việt Nam Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, Đảng bộ chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thanh Hóa luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển. Bước sang năm 2024, năm tăng tốc về đích trong thực hiện các mục tiêu của nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nghị quyết số 58 của bộ chính trị. Trước anh linh các mẹ Việt Nam anh hùng, và các anh hùng liệt sĩ, đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục củng cố, giữ vững, bồi đắp truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ phận hội, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phân đấu thực hiện thắng lợi cấp mục tiêu nhiệm vụ năm 2024, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh của các mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, Mừng Lát là huyện biên giới của tỉnh Thanh Hóa, tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2023 còn tới 39,3%. Với phương châm, mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân đón Tết. Những ngày qua, các cấp các ngành từ tỉnh đến huyện đã quan tâm chăm lo để đồng bào các dân tộc vùng biên Mừng Lát có một cái Tết no ấm. Không còn lo sạt lở đất mỗi khi mưa mưa lũ về. Đường được nhiều hóa, điện đã về với bản. Cuộc sống tràn hòa, an vui và hạnh phúc. Đó là những gì cảm nhận khi về với bản Na Chừa, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát trong những ngày giáp Tết này. Được tái định cư từ tháng 1 năm 2019 sau cơn lũ lịch sử năm 2008, Na Chừa giờ đã khoác lên mình một diện mạo mới khang trang, sạch đẹp và an toàn hơn. Hiện trong bản có 75 hộ với hơn 345 khẩu, chủ yếu là người Thái sinh sống. Na Chừa chỉ còn 9 hộ cận nghèo. Niềm vui lớn của Na Chừa chỉ trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vài ngày, bà con dân bản đã tưng bừng phấn khởi tổ chức lễ đón nhận bản nông thôn mới mừng đảng mừng xuân mừng đất nước quê hương đổi mới người dân bản na chừa chuẩn bị một cái tết thật ấm cúng và vui vẻ anh lương văn xanh phó trưởng bản na chừa xã mường Chanh, huyện mường lát tỉnh thanh hóa chia sẻ nói cảm ơn đảng nhà nước đã quan tâm dựng cho khu tái định cư mới là rất mong mỏi với bà con với là cảm ơn với đảng nhà nước đã quan tâm giúp đỡ bà con có nơi ở mới chuẩn bị năm nay là đón vừa đón Tết vừa đón là nông thôn mới. Những ngày qua các cấp các ngành các đơn vị bộ đội biên phòng các tổ chức cá nhân đã có nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Mường Lát như chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản. Xuân chia sẻ Tết yêu thương, các hoạt động tặng quà gia đình chính sách, thương minh liệt sĩ, cấp phát gạo và quà thiết yếu cho các hộ nghèo, từ đó nhân lên niềm vui, niềm hứng khởi cho đồng bào, thắp sáng niềm tin theo Đảng, cùng nhau đoàn kết, nỗ lực xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Ông Lò Văn Liệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Trung huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa cho biết: Giả soát các cái hộ mà có khả năng trong dịp Tết này sẽ không tự uh, gia đình có gạo để uh, ăn Tết, thì chúng tôi sẽ uh, trước mắt là chúng tôi sẽ hỗ trợ gạo để cho các hộ gia đình có cái Tết. Thứ hai nữa là làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết. Ông Hà Văn Ca, Bí thư huyện ủy Mường Lát tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ban Thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban dân huyện cũng như là cấp ủy chính quyền ở địa phương tổ chức các cái hoạt động vui xuân đón Tết, các hoạt động về văn hóa văn nghệ thể dục thể thao ở trong toàn huyện và tổ chức cái đảm bảo an toàn giao thông rồi về mặt đời sống nhân dân thì chúng tôi đã cho giả soát toàn bộ cái danh sách các cái hộ gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn đảm bảo là địa phương tự nguồn lực và lấy nguồn lực của địa phương để hỗ trợ cho bà con nhân dân nhằm thực hiện cái việc là không có hộ gia đình nào người nào mà không có tết đảm bảo bà con có cái tết đầm ấm và vui vẻ những năm gần đây, Mường Lát nhận được sự quan tâm lớn của Đảng, nhà nước và của tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành nghị quyết số 11 về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trọng tâm là phấn đấu đến năm 2030 thoát khỏi huyện nghèo. Đây là một nghị quyết đặc thù là đòn bẩy mở ra cơ hội mới để huyện Mường Lát phát triển trong những năm tới. Đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã dần nâng cao nhận thức, tự lực, tự cường trong hành trình thoát nghèo. Từ năm 2021 đến nay, mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo của Mường Lát giảm được 8,4%. Giấc mơ thoát khỏi huyện nghèo của Mường Lát đang dần hiện hữu trong niềm vui xuân đón Tết ấm áp tình dân nghĩa Đảng. Thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động từ năm 2018, Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện các chương trình đồng hành phù kín 16 xã giáp biên của tỉnh. Chương trình đã triển khai nhiều hoạt động xây dựng các mô hình đi vào cuộc sống như mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương, nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, hỗ trợ phương tiện sản xuất, mô hình sinh kế, giúp các hộ từng bước cải thiện đời sống, an cư lạc nghiệp tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình giai đoạn 2018-2020 đạt 11 tỷ đồng, giai đoạn 2021-2025 đạt gần 9 tỷ đồng. Đặc biệt trong 3 năm từ 2021 đến 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã kịp thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình khắc phục khó khăn, trao nhiều mô hình kinh tế kích cầu cho hội viên, phụ nữ, người dân sản xuất. Nhiều mô hình sinh kế đã phát huy hiệu quả, tiêu biểu như trao lợn bò dê giống tại xã Yên Khương, Lang Chánh, mô hình sinh kế tổ hợp tác chăn nuôi dê vịt bò ở xã Trung Lý, Mường Lát. Nhờ những hoạt động trên, hội viên phụ nữ vùng giáp biên đã biết cách tổ chức sản xuất và duy trì nhân rộng mô hình, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống vươn lên thoát nghèo. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hầu Lộc phối hợp với Đồn Biên phòng Đa Lộc, câu lạc bộ doanh nhân nữ huyện tổ chức chương trình Tết sẻ chia xuân ấm áp và tặng quà cho trẻ mồ côi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn ban tổ chức chương trình Tết sẻ chia xuân ấm áp đã trao tặng quà cho 95 trẻ mồ côi, trẻ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do hội nhận đỡ đầu năm 2023, gồm tiền mặt và quà, bánh trưng, giò, tổng trị giá 47,5 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của các cấp hội, ngành, tổ chức, cá nhân và xã hội đối với trẻ em mồ côi, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các cấp hội nhận đỡ đầu đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chương trình mẹ đỡ đầu san sẻ yêu thương tạo sự lan tỏa khuyến khích cộng đồng chung tay bảo vệ chăm sóc trẻ em để các cháu được đón Tết vui tươi đậm ấm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thể sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân, năm 2023, huyện có 168 dự án đầu tư công đang triển khai thực hiện, gồm 91 dự án chuyển tiếp và 77 dự án mới. Đến nay nhiều công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng và nhiều công trình đang được đầu tư xây dựng như dự án cầu Tổ Rồng bắc qua sông Chu nối thị trấn Thường Xuân với xã Xuân Cao được khởi công cuối tháng 12 năm 2021, dự án có tổng chiều dài toàn tuyến 2,333 km, tổng mức đầu tư 92 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Sau 24 tháng thực hiện, dự án đã đạt 90% khối lượng công việc. Hiện đơn vị thi công đã hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật và đảm bảo an toàn trên cầu, đồng thời gấp rút hoàn thiện phần đường hai đầu cầu để sớm hoàn thành dự án, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Dự án đường giao thông từ trung tâm xã Vạn Xuân đi xã Xuân Lệ khởi công tháng 6 năm 2023, Đến nay dự án đã thi công đạt 30% và giải ngân 100% kế hoạch vốn, phấn đấu hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch. Dự án đường từ trung tâm xã Xuân Lệ đi thôn Liên Sơn và thôn Xuân Sơn, xã Xuân Lệ, khởi công tháng 10 năm 2023, đến nay dự án đã thi công đạt 40% và giải ngân 100% kế hoạch vốn, phấn đấu hoàn thành dự án trước kế hoạch. Năm 2024, đơn vị tiếp tục tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành các dự án chuyển tiếp và triển khai thực hiện các dự án mới, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện như dự án từ đường quốc lộ 47 đi cầu Tổ Rồng với tổng mức đầu tư 202 tỷ đồng. Dự án đường nối tiếp cầu Tổ Rồng đi xã Ngọc Phụng giao với quốc lộ 47 với tổng mức đầu tư 199,1 tỷ đồng. Năm 2023 thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu theo hướng thâm canh, khuyến khích người dân áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới có năng suất chất lượng cao vào sản xuất chăn nuôi, đồng thời khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Nhờ đó, trong năm 2023, tổng giá trị sản xuất toàn huyện Lang Chánh ước đạt 2.354 tỷ đồng, tốc độ tăng giá trị sản xuất là 4,53%, xếp thứ 10 toàn tỉnh về tốc độ phát triển. Trong năm, huyện cũng đã khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển. Qua thống kê, tổng huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt hơn 1.400 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch. Từ nguồn vốn này, nhiều công trình hạ tầng giao thông, điện, y tế, giáo dục từng bước được củng cố và xây mới. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 28,9 triệu đồng. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực của Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, huyện đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi, tạo diện mạo mới, sức sống mới và sự khác biệt trên địa bàn huyện. Trong năm, đã công nhận thêm 6 sản phẩm ô cốp 3 sao, đạt 200% kế hoạch tỉnh giao, góp phần nâng tổng số sản phẩm ô cốp của huyện lên 8 sản phẩm. Với những kết quả đạt được, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lăng Chánh càng vững tin bước vào xuân mới để hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đặt ra. Năm 2023, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, sự điều hành linh hoạt sáng tạo của chính quyền, sự đồng thuận cố gắng của các tầng lớp nhân dân, huyện nông cống có 27 trên 30 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đã đạt và vượt kế hoạch năm. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt 17.138 tỷ đồng theo giá hiện hành, quy mô giá trị sản xuất xếp thứ 10 toàn tỉnh, tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu đạt 5,23%, xếp thứ 5 toàn tỉnh cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nông lâm thủy sản 23,94%, công nghiệp xây dựng 50,44%, dịch vụ 25,62%, sản xuất công nghiệp xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 5,18% so với cùng kỳ. Hoạt động của các doanh nghiệp đang phục hồi và từng bước đi vào sản xuất kinh doanh ổn định. Trong năm thành lập mới 70 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 679 doanh nghiệp hoạt động văn hóa xã hội, y tế giáo dục tiếp tục chuyển biến tích cực, trong đó chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, chất lượng giáo dục mũi nhọn vươn lên là một trong những địa phương đứng tốt đầu toàn tỉnh. Năm 2024, cấp ủy chính quyền các cấp huyện nông cống tiếp tục quyết tâm cao, phát huy thuận lợi, khắc phục những khó khăn, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ với mục tiêu giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt hơn 10.450 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 62 triệu đồng một năm, tổng huy động vốn đầu tư phát triển 4.200 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí đón xuân giáp thìn 2024, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Thọ Vực huyện Triệu Sơn lại càng thêm vui mừng, phấn khởi khi công cuộc xây dựng thôn mới đã làm thay đổi toàn bộ diện mạo đời sống nông thôn. Nông thôn mới đã thực sự tạo ra động lực để địa phương phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng miền quê, nông thôn thực sự trở thành những nơi đáng sống. Phản ánh của phóng viên Trần Hà Nhiều mô hình sản xuất mới hiệu quả kinh tế cao, đã góp phần tăng thu nhập và đời sống cho người dân nông thôn. Đường làng ngõ xóm khang trang sạch đẹp, người dân đoàn kết một lòng xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa cơ sở. Đây là minh chứng rõ nhất cho sự đổi thay của xã nông thôn mới kiểu mẫu Thọ vực, huyện Triệu Sơn. Sự no ấm và bình yên đang hiện hữu trong từng thôn xóm nơi đây khi mùa xuân về. Bà Lê Thị Tuyến và ông Trịnh Văn Tư, thôn 6, xã Thọ vực, huyện Triệu Sơn phấn khởi chia sẻ về đích nông thôn mới kiểu mẫu nói chung là bà con nhân dân trong thôn toàn xã đều phấn khởi để nâng cao đời sống của nhân dân cuộc sống mọi ngày mà thay đổi sáng xanh sạch đẹp là nhân dân là tự nguyện vệ sinh môi trường cây xanh rồi đường hoa thay đổi hẳn khi mà các con em đi làm ăn xa về quê là rất hài lòng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cho thôn xóm là khang sang sạch đẹp trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu với một cái diện mạo mới khang trang hơn đẹp hơn và phát triển hơn nhìn tổng thể bức tranh nông thôn mới thọ vực xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện triệu sơn không chỉ là sự khởi sắc về diện mạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp mà quan trọng hơn là hệ thống chính trị địa phương được củng cố phát huy cán bộ gần dân sát dân hơn hiểu được tâm tư nguyện vọng người dân để chỉ đạo điều hành phù hợp tư duy sản xuất hàng hóa của người dân thay đổi rõ nét thể hiện qua việc xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả và bền vững toàn xã đã có 7 trên 7 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có một thôn nông thôn mới thông minh. Cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng khang trang, bộ mặt nông thôn mới ngày càng đổi mới. Các hoạt động văn hóa tinh thần dần đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả. Các phong trào thi đua được lan tỏa trong toàn dân, quy chế dân chủ được thực hiện rộng rãi, việc cung cấp dịch vụ hành chính công và khả năng tiếp cận pháp luật của người dân được tăng cao. Mức độ hài lòng của người dân về nông thôn mới toàn xã đạt trên 98%. Ông Lê Công Văn, bí thư tri bộ thôn 6 xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, phấn khởi nói. Sau khi mà xây dựng cái thôn thông minh thì trong cái công tác điều hành của bà con nhân dân thì đến nay là đã đăng ký được 82% số hộ tham gia về cái điện thoại thông minh rất là thuận tiện cho công tác chỉ đạo và lãnh đạo ở đơn vị. Đối với mọi người dân thì rất là phấn khởi. Con em đi làm ăn xa bây giờ cũng muốn trông về quê. Bà con vui vẻ phấn khởi giá trị cốt lõi của chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Và với những vùng quê nông thôn mới kiểu mẫu xã Thọ Vực huyện Triệu Sơn, mùa xuân nay không chỉ là xuân của đất trời mà còn là mùa xuân của lòng người khi chính người dân được sống trên chính quê hương giàu đẹp do công sức của mình xây dựng nên. Ông Lê Văn Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thọ Vực huyện Triệu Sơn cho biết. Xã Thọ Vực về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2013 thì địa phương xác định cũng là một cái niềm tự hào đã mất khởi đối với lại đơn vị giáo vực xây dựng nông thôn với kiểu mẫu thì được bà con nhân dân rất chi là đồng tình hưởng ứng và đồng lòng để tham gia cùng chung tay để xây dựng về đích thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu. trước thêm năm mới thì bà con đang rất chi là phấn khởi và tham gia rất là tích cực trong các công tác vệ sinh môi trường để chào đón cái thành quả của địa phương và tinh thần bà con nhân dân cũng đang rất chi là phấn khởi và cái động lực để bà con nhân dân tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa đối với xã nông thôn mới kiểu mẫu và tiến tới là xây dựng xã thuộc thành một thị mùa xuân về mang theo niềm vui niềm hy vọng và với người dân xã nông thôn mới kiểu mẫu Thọ vực huyện Triệu Sơn chính là động lực để mọi người mọi nhà hăng say lao động sản xuất xây dựng cuộc sống ngày một no ấm và hạnh phúc hơn Thời điểm này, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã lên nhiều phương án đảm bảo công tác cấp cứu điều trị bệnh thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người bệnh phải ở lại bệnh viện điều trị. Phóng viên Thùy Dung phản ánh. Thông thường vào dịp Tết Nguyên đán, số bệnh nhân nhập viện điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt cần phải cấp cứu phẫu thuật thường tăng cao. Do đó để đảm bảo tất cả các người bệnh được cấp cứu điều trị kịp thời, bệnh viện đã xây dựng phương án tăng cường nhân lực cho các khoa trọng điểm như cấp cứu, hồi sức tích cực, chấn thương gây mê hồi sức, phẫu thuật thần kinh lồng ngực. Đồng thời bệnh viện cũng chủ động xây dựng phương án hỗ trợ tuyến dưới khi có yêu cầu. Bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Thị Thanh, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nói: cái phục vụ bệnh nhân tại bệnh viện thì bệnh viện đã có kế hoạch là tổ chức các đội cấp cứu lưu động cũng như cấp cứu ngoại viện thì có hai đội cấp cứu là cấp cứu ngoại khoa và cấp cứu nội khoa để đảm bảo tốt cái việc hỗ trợ cho các bệnh viện tuyến trước cũng như là trong toàn tỉnh trong những cái tình huống mà xảy ra cấp cứu. Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các bệnh viện trong tỉnh đã phân công trực ở cả 4 cấp, trực lãnh đạo, chuyên môn, hành chính, hậu cần và bảo vệ, tự vệ, đồng thời dự trù đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, dịch truyền, xây dựng phương án thu dung cấp cứu, điều trị bệnh nhân, sẵn sàng đáp ứng các tình huống khẩn cấp. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nói. Có một số lượng khoảng trên dưới 100 bệnh nhân nằm lưu lại nội trú trong dịp Tết. Bệnh viện cũng đã sắp xếp nhân lực bố trí các phương án để điều trị chăm sóc bệnh nhân một cách tốt nhất. Về trang thiết bị máy móc cũng như các vật tiêu vật tư tiêu hao phục vụ cho công tác phẫu thuật cũng như chăm sóc điều trị trong dịp Tết cũng được đảm bảo. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết. Để làm tốt cái việc cấp cứu này và hoàn thành cái nhiệm vụ của bệnh viện thì là lãnh đạo bệnh viện là chỉ đạo các khoa thực hiện thứ nhất là chuẩn bị đầy đủ các cái vật lực để phục vụ cho cấp cứu. Thứ hai là bố trí nhân lực một cách hợp lý để đảm bảo cấp cứu như những ngày dịp bình thường chứ không phải trong dịp Tết và ngoài cái việc đảm bảo cấp cứu thì bệnh viện đa khoa Hàm Rồng vẫn đảm bảo việc khám chữa bệnh trong những ngày nghỉ Tết cho nhân dân trong huyện Hoàng Hóa cũng như các huyện khác. Mới đây Sở Y tế Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu các bệnh viện công lập và ngoài công lập tổ chức tốt việc thực hiện cấp cứu điều trị bệnh cho người dân, đảm bảo tất cả người bệnh được cấp cứu kịp thời. Trong trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, cơ sở y tế vẫn phải sơ cấp cứu ban đầu, giải thích đầy đủ cho bệnh nhân, người nhà và thực hiện chuyển viện an toàn. Bên cạnh đó, các bệnh viện cũng lên kế hoạch thăm hỏi động viên cán bộ nhân viên y tế làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, những người bệnh còn điều trị nội trú tại bệnh viện, giải quyết thủ tục ra viện kịp thời, giúp những bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện về vui Tết cùng gia đình. Là bệnh viện hạng 2, bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân có quy mô 180 giường bệnh kế hoạch 126 giường bệnh tự chủ để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân. Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân không ngừng nâng cao về chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ để xây dựng hình ảnh ấn tượng tốt đẹp với người bệnh. Nhờ đó, những năm gần đây, bệnh viện đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong năm qua, bệnh viện đã tổ chức khám bệnh cho gần 152.000 lượt người, điều trị nội trú cho gần 21.000 lượt bệnh nhân. Nhiều ca bệnh khó với yêu cầu kỹ thuật cao đã thực hiện thành công tại bệnh viện như điều trị bằng laser CO2, kỹ thuật đo thính lực đơn âm, duy trì các kỹ thuật cao đã triển khai từ các năm, phẫu thuật thay thủy tinh thể bằng phương pháp phaco cho 139 bệnh nhân, phẫu thuật nội soi tiêu hóa cho 28 286 bệnh nhân, phẫu thuật lấy sỏi niệu quản và sỏi thận cho 14 bệnh nhân, chạy thận nhân tạo cho hơn 16.100 lượt bệnh nhân. Thưa quý vị và các bạn, đến các điểm đền đình chùa trong các dịp lễ Tết là thói quen trong sinh hoạt văn hóa tâm linh của người Việt. Tuy nhiên, việc thắp hương nến với số lượng lớn không thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiếu ý thức chấp hành các quy định về an toàn cháy nổ tại các địa điểm này có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Phóng viên Hương Quỳnh phản ánh. Để hạn chế nguy cơ cháy nổ trong thời gian cao điểm sắp tới, những ngày qua, Ban Quản lý Di tích Đền Thờ Trần Hương Đạo ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã cho kiểm tra, giả soát lại toàn bộ hệ thống điện trong đền bởi chập điện là một trong những nguyên nhân chính xảy ra cháy nổ, ông Lê Đăng Huỳnh, thủ nhang đền thờ Trần Hưng Đạo ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa nói: Chúng tôi cũng rất chỉ chú trọng về vấn đề lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, cử các cán bộ đi tập huấn về phòng cháy chữa cháy để về phục vụ tại di tích cũng có đầy đủ trang bị đầy đủ các hệ thống phòng cháy chữa cháy các tiêu lệnh và có hệ thống loa đài để thông báo cho bà con du khách cũng như là ban quản lý nhà đền để ta phòng tránh. Tại một số điểm kinh doanh ở các khu vực du lịch tâm linh, đồ hàng mã bày bán tràn lan, chiếm phần lớn diện tích quầy hàng, thậm chí là được sắp xếp ngay cạnh các nguồn có khả năng gây cháy như ổ điện. Do đó, các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các hộ kinh doanh. Chị Ngô Thị Vân, hộ kinh doanh tại đền Cô Bơ, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: các hộ dân bán hàng là rất là có ý thức. Những cây hàng dễ cháy là phải để xa những cái nơi rơi có thể cháy. Trời hơi nắng tí cũng phải nghĩ đến cái giai đoạn là sợ cháy rồi. Hay là mình để một cái vật chi đó hay là tối đến ví dụ đi ngủ là tất cả các bình ga các đó là phải khóa hết, không để một bất kể một cái chi gọi là điện mà để gây cho cái nguồn cháy. Thanh Hóa hiện có hơn 1.500 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng và kiểm kê bảo vệ. Những năm gần đây, du lịch văn hóa tâm linh đang là xu hướng được nhiều người lựa chọn, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Bởi vậy, tại hầu hết các khu điểm di tích, việc chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan trong dịp Tết và lễ hội xuân sắp tới. Ông Nguyễn Văn Trung, thủ nhang đền Cô Bơ, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Ban di tích cũng họp và để mà đưa ra các phương án thứ nhất là tập huấn cho các cái nhân viên để phục vụ ở trong cái 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 khu vực đền ấy là sẽ có những cái kỹ năng cơ bản để mà phòng cháy chữa cháy. Thứ hai nữa là về cái mặt mà thắp hương ở trong đền là không cho thắp mà nhà đền sẽ có một cái lưu hương ở bên ngoài để mọi người thắp hương bên ngoài. Thứ ba nữa là toàn bộ cái mã thì là sẽ khách thập phương đến dâng mã thì là mình sẽ có cái giá để ở ngoài đền chứ không cho vào các di tích và các cái công tác nữa là chuẩn bị những cái cứu hỏa ở các cung các ban. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Các cái dịp lễ hội đầu năm của nhà chùa, thì chính quyền địa phương cùng phối hợp với nhà chùa, thì uh, như thị trấn có các cái lực lượng uh, đội trật tự đô thị uh, sẽ cùng với nhà chùa sẽ túc trực ở như các cái điểm uh, trong chùa, ngoài chùa để uh, khi có các sự cố thì sẽ có bộ phận uh, trực 24 trên 24 giờ để xử lý kịp thời bên cạnh việc siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng cháy chữa cháy từ cơ quan chức năng thì mỗi người dân khi đi dân hương lễ chùa du xuân dịp tết nguyên đán cũng cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng chống cháy nổ với phương châm phòng hỏa hơn cứu hỏa góp phần bảo vệ an toàn cho các di tích cũng như tài sản tính mạng của chính mình và cộng đồng trong năm 2023 và hơn một tháng năm 2024, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phương án chuẩn bị lực lượng phương tiện, các trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thông tin liên lạc, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu công tác, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng, tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát cơ động cũng tăng cường thực hiện công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn, mục tiêu trọng điểm nhằm phòng ngừa và kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, như đua xe trái phép, vi phạm nồng độ cồn, gây dối trật tự công cộng. Trong năm 2023 và hơn một tháng năm 2024, qua tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị có liên quan, phát hiện gần 1.500 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, phát hiện gần 15 vụ, hơn 20 đối tượng phạm pháp hình sự, tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép pháo. Ngoài ra, đơn vị đã phối hợp với Cục C04, các phòng nghiệp vụ và công an cấp huyện tham gia phối hợp 14 chuyên án, xử lý 59 vụ, điểm 245 đối tượng liên quan. Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày mai mùng 8 tháng 2, khối không khí lạnh sẽ gây rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 11 đến 13 độ, thấp nhất có nơi dưới 5 độ. Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, 8 để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do thiên tai trong dịp Tết Nguyên đán, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị ban chỉ huy các huyện thị xã thành phố và các sở ngành đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau: một Đối với Z, theo dõi chặt chẽ diễn biến rất đậm rét hại ở địa phương để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh, tập trung vào việc hướng dẫn đảm bảo sức khỏe, không dùng bếp than tổ ong sưởi ấm trong phòng kín, phòng chống rét cho gia súc gia cầm, thủy sản và sản xuất nông nghiệp. 2. Đối với gió mạnh trên biển, các huyện thị xã thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo và diễn biến của gió mạnh để thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết, chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. 3. Tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo tình hình về văn phòng thường trực chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và văn phòng thường trực chỉ huy phòng thủ dân sự ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.